mà mình cần phải quan tâm. Đó là gì? Đó là các căn cứ để luận đoán phong thủy. Đó là gì? Để luận đoán phong thủy. Chúng ta sẽ đưa ra những cái vấn đề mà để chứng minh rằng này phong thủy nó là một bộ môn khoa học. Thì căn cứ là gì? Cái phần trước ấy thì chúng ta đã chứng minh một phần tôi tách hẳn ra, đó là căn cứ vào cái năng lượng trong hệ mặt trời và cái sự việc lõi trái đất đảo chiều nhé. Khi tôi nhắc đến điều này thì chắc là một số thầy ngồi đây thì các thầy mới search cái cụm từ là lõi trái đất đảo chiều thì các thầy sẽ thấy. Cái thứ hai ấy, cái căn cứ luận đoán phong thủy ấy thì nó dựa vào cái học thuyết thống kê. Đó là cái phương pháp thống kê. Thống kê. Nó thống kê như thế nào? Nó thống kê hàng nghìn năm trước về đây để tìm ra được cái quy luật là cứ 90 năm vượng, 90 năm suy. Để tìm ra được quy luật đó thì người ta dùng phương pháp thống kê. Đấy. Và phương pháp thống kê thì có vào khoảng tôi không nhớ nhưng mà nó khoảng cách đây 5.000 năm rồi. 5.000 năm này, người ta đã sử dụng phương pháp thống kê rồi. Đấy. Ghi chép lại rồi. Cái điều mà thôi thúc tôi cho những khóa học này đó là khi mà sang đất nước Trung Hoa mới thấy rằng là cái nền phong thủy của nước bạn ấy, nó tốt hơn mình. Nó tốt hơn. Mình nghĩ rằng tốt hơn không phải vì họ giỏi hơn, mà cái lịch sử phát triển của họ nó có giá trị bảo tồn. Thì đó là yếu tố thống kê. Cái thứ hai là dựa vào nguyên lý giữa tiên thiên và hậu thiên, thì cái này tôi sẽ chia sẻ vào nội dung kiến thức sau. Cái tiếp theo là dựa vào cái việc khảo sát thực tế, cái này mới là quan trọng này. Khảo sát thực tế. Ví dụ như vẫn nhà vệ sinh mà lúc đầu tôi vẫn nói nhà vệ sinh ở phương Nam đi. Nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của doanh nghiệp, nó làm cho doanh nghiệp này luôn luôn bị mang tai mang tiếng đơn kiện vân vân. Đấy. Hay là nhà thôi mà có nhà vệ sinh phương Nam thì không hiểu tại sao hay bị đau mắt. Đấy, nó sẽ xảy ra hay bị mang tai mang tiếng, thậm chí những việc mình không làm có khi là bị hàng xóm nó vu oan, anh em vu oan, vợ nó vu oan. Đấy. Rõ ràng ra ngoài có hai đứa mà nó bảo ông ra ngoài một đống, đống đâu mà đống, có hai đứa thôi. Đấy. Đấy, tóm lại là cái câu chuyện thị phi ở cái việc có nhà vệ sinh ở phương Nam là sẽ bị. Thế nhưng mà có ông bị nhiều, có bị ít. Đấy. Như cái trường hợp tôi nói là có hai đứa nhưng mà lại vợ lại vu cho một đống. Đấy. Thì tôi cứ lấy ví dụ từ tôi ấy. À không phải, từ bạn tôi. Đấy. Mục đích tất cả những cái gì tôi dạy, cái gì là thật hay không thật các anh chị phải phân biệt nhé. Đấy. Không cứ cười xong bắt đầu là lại ghi vào xong về lại mách cho vợ tôi. Đấy. Không biết đâu hôm nay vợ tôi cũng học ấy. Đấy. Chết dở. Đấy. Thế thì mới vấn đề là gì? Phải khảo sát thực tế ạ. Bởi vì khi nhìn bản vẽ đó là nhà vệ sinh, nhưng mà đến khảo sát thực tế chả sử dụng, không sử dụng. Hay là như thế này, cái bếp này nó tốt. Úi dồi, bếp đặt vào cung Khôn thì thôi, được người phụ nữ cực kỳ hiền thảo. Nghĩa là bếp đặt vào Tây Nam ấy, có được 6 triệu, chạy sang hàng xóm vay 500 nghìn để đủ 6 triệu rưỡi đi mua một chỉ vàng cất đi. Sau ngày mai lại làm trả 500 nghìn đó, rồi lại kiếm được 6 triệu, lại đi vay 500 nghìn nữa, lại mua chỉ vàng cất đi. Thế xong được 9 chỉ rồi đi chạy sang và bà mẹ chồng vay thêm một chỉ nữa để được tiền đủ một cây, lại thành mua quy thành một cây. Đấy là hình thành những người phụ nữ cực kỳ biết thu vẹn trong gia đình. Nếu bếp đặt vào Tây Nam nó sẽ xảy ra vấn đề đó, cực quý luôn. Thế nhưng như thế này, câu chuyện xảy ra vẫn là bếp Tây Nam, nhưng cái bếp đó khi đến nhà thì có đôi vợ chồng trẻ mà suốt ngày đi ăn cơm hàng, cái bếp nó không đun. Với một nhà là có bà cụ già ở nhà, lại có cháu nhỏ nữa, suốt ngày đun nấu ninh đó. Thế thì hai bếp này nó khác nhau đúng không? Khác nhau đúng không? Nó không có câu chuyện là gì, cứ đặt bếp ở kia lấy hướng đi, xong ngày rằm hay mùng 1 đun cho tôi lên cái để lấy hướng là được. Không có câu chuyện đấy đâu. Nhá. Đun là chết mà không đun là không chết, đun là được mà không đun là không được, nó sẽ xảy ra như thế. Chứ không có câu chuyện đặt cái bếp ở kia lấy hướng xong rồi thỉnh thoảng đun, không có, nó không phi qua học. Bởi vì khi đun nó tạo ra khí thủy, nó bay khắp nhà. Thế mới xảy ra là rõ ràng, nếu như mà cứ nhìn bản vẽ
mà không có khảo sát thực tế, không có luận cứu khoa học. Cái thực tế mới là cái khoa học mà, cái khoa học nó nằm ở cái thực tiễn đấy, thì mới thấy rằng nó khác nhau chứ. Rõ ràng một ông đặt bếp nhà vệ sinh ở Tây Bắc đấy, nhưng mà ông chẳng dùng, với một ông là cả 7 người chung một cái nhà vệ sinh, nó khác nhau chứ, nó khác nhau nhiều chứ. Một cái hồ, một cái ao đục, nước đọng, tù, hôi thối và một cái ao trong, nó khác nhau chứ. Thế nên là vấn đề khảo sát thực tiễn cũng là một trong những căn cứ đấy được coi là khoa học. Cái tiếp theo đó là đo đạc. Rõ ràng chúng ta biết rằng là mỗi một phương vị khác nhau thì nó sẽ tác động bởi một cái nguồn năng lượng khác nhau, do trong hệ mặt trời từ mỗi phương vị khác nhau thì cái các hành trình khác nhau. Đấy, nó là như vậy. Thế nhưng mà đến khi đo không đúng thì kết quả luận đoán có nói đúng không? Nếu mà nó là nghĩ nó là phong thủy, nó là khoa học thì đo đạc nó phải đúng chứ. Ông đo sai mà ông nói đúng, mẹ nói mỏ. Ông nói sai, đo sai, nói sai là đương nhiên. Còn đo sai mà nói đúng thì đoán mỏ. Bởi vì không, nó không xuất phát từ cái gốc phong thủy nó là gì, nó từ đâu đến. Nên là đo đạc nó phải đúng. Nên là khi mà cầm cái la bàn ấy, mà dí vào tường sắt hay đứng dưới mái tôn mà đo ấy, là vứt đi rồi. Bởi vì cái la kinh nó có kim chỉ nam nam châm mà, đo không nổi nữa, không đo được, như thế không xài được. Đó. Hay là như thế này, đo thực tế ngôi nhà ấy, khi đến ấy cứ vẽ ước lượng này, nó phải chiều dài bao nhiêu, chiều rộng bao nhiêu, thì đưa lên máy nó mới đúng tỷ lệ của nó. Mà nó đúng tỷ lệ rồi thì bắt đầu mới đưa cái lập cực vào thì nó mới đúng, cái bếp nó ở chỗ này. Không chỉ cần sai tỷ lệ nó co lên co xuống thôi, từ Tây Bắc nó xuống Bắc, từ Bắc lên Tây Bắc là chết rồi. Đấy, đấy là những cái yếu tố mà nó đảm bảo tính khoa học. Vậy thì chúng ta thấy rằng là tất cả những cái căn cứ luận đoán ấy, căn cứ luận đoán ấy, nó phải đảm bảo tính khoa học. Không tính khoa học không làm được. Không tính khoa học không làm được. Đúng không? Đấy. Hay là vì nó đảm bảo tính khoa học ấy, thậm chí ấy, khi tôi đến cả một vùng miền luôn, tôi nói luôn cả cái vùng này nó sẽ làm sao. Tôi làm sao? Dũng có thể chiếu cho chú, đừng chiếu nhà nhé, chiếu nhà để xong, mất thời gian. Cái đảo Bình Hưng đấy, cái đảo Bình Hưng, chiếu cho chú cái đảo Bình Hưng. Đấy. Cái đảo Bình Hưng. Tầm giữa năm ngoái thì tôi có tư vấn một cái khách sạn trên đảo Bình Hưng. Thì khi đến đảo Bình Hưng ấy thì tôi nghỉ ở cái resort bên này này, xong bắt đầu mới sang bên này tư vấn. Thì mình nói luôn là cả cái đảo Bình Hưng, ai ở đảo Bình Hưng cam danh ấy thì nhận diện luôn cho tôi nhé. Ở cái đảo này này, không phải tôi nói xấu các ông đâu, nhưng mà đàn ông con trai ở trên đảo không phát triển được, mà chỉ phụ nữ thôi. Đàn ông con trai không phát triển được đâu. Bởi vì sao? Bởi vì toàn bộ cái khu vực Tây và Tây Bắc thì nó có nước hết, mà gió từ bên kia nó về rất nhiều, nó men vào đây này. Đấy. Sau đó y chang như vậy, sang bên đảo à? Nhìn từ xa biết rồi, sang bên đảo là gì? Mấy anh thì hay chơi bia thôi, thậm chí có anh sức khỏe là không tốt, cũng có người ở đây ở góc này mất rồi, nhiều người. Còn những ai mà đi khoa khỏi đảo thì phát triển được. Vậy thì học phong thủy sẽ bắt đầu từ đâu? Chưa vào kiến thức nhé, từ lễ đến giờ chưa nói gì đến kiến thức đâu. Thì học phong thủy bắt đầu từ đâu? Chúng ta sẽ bắt đầu từ những cái việc đơn giản nhất là chúng ta phải nhìn nhận cái môi trường tự nhiên, học cách nhìn nhận môi trường tự nhiên. Đấy, sáng trưa chiều tối, xuân hạ thu đông. Đấy, đúng không? Chả có mùa xuân nào mà thấy lá rơi cả, đúng không? Đấy, lá rơi chỉ có một mùa thu thôi. Thì chúng ta là gì? Chúng ta phải nắm được các quy luật của tự nhiên. Hay như quy luật tôi nói đấy, nước lên nước xuống ấy. Sau Tết là nước bắt đầu là rơi xuống. Đến hết tháng 7 ngâu, và sau tháng 7 ngâu là bắt đầu chúng ta mới thấy tháng 8 tháng 9 là có sương. Sương ở đây là gì? Nước bốc hơi lên, chứ không phải sương từ trên trời rơi xuống. Nước có sương. Thì chúng ta hiểu được cái quy luật tự nhiên như thế. Cái thứ hai là cái học nhanh nhất ấy là hãy chọn cho mình một người thầy.
một người chỉ điểm. Nghiên cứu cũng được nhưng mà lâu dài lắm. Bây giờ lại nhiều tài liệu nữa, chả biết đọc sách gì. Hãy tìm cho mình một người chỉ điểm cho mình. Không nhất cứ là tôi nhé. Vì trên xã hội, bên xã hội, trên ngoài bây giờ rất nhiều người giỏi. Hai là học như thế nào và học trong bao lâu. Thực ra mọi người bị đè nặng một cái tâm lý là học phong thủy phải học bao lâu. Nó làm gì có khái niệm học cái này trong bao lâu. Tính ngày xưa tôi học là như thế này. Trong đầu tôi, tất cả các thầy phong thủy ra, bây giờ bản thân tôi kính trọng và các anh chị cũng là kính trọng và nghĩ rằng là mình phải học đến già thì mới được như thế. Nhưng mình thấy rằng là gì? Các bác đi trước mà nhiều tuổi hơn mình, hơn ở cái gì? Hơn ở kinh nghiệm, đúng không? Lớn tuổi hay trẻ tuổi là hơn ở kinh nghiệm. Kinh nghiệm có được là do đâu? Do làm nhiều. Vậy thì một tháng bác được ô tô người ta đón 4 lần, mỗi tuần một lần là nhiều. Và nếu bây giờ một tháng em làm 30k, là 40k, thì có phải thời gian tăng nhanh gấp 10, kinh nghiệm tăng nhanh gấp 10 không? Đấy em nói học trò thôi. Còn em một tháng như cái năm ngoái, một tháng trung bình của em là hơn 100k, hay gần 200k cơ. Thì nó là như thế nào? Vậy thì rõ ràng người lớn tuổi hay người trẻ tuổi đừng có tự ti. Các bạn trẻ đừng có tự ti. Các bác đi trước hơn mình ở kinh nghiệm là do các bác làm nhiều. Vậy thì mình cố gắng làm thật nhiều vào, thì mình sẽ có kinh nghiệm. Nhưng mà mình cũng có lợi thế chứ. Đó là gì? Sức trẻ, học nhanh, vẽ giỏi, đo đạc giỏi, nhận định giỏi, tư duy nhanh hơn, ứng dụng công nghệ tốt hơn. Tất cả những cái đấy sao không so đấy. Cứ chưa gì cũng học phong thủy phải mất bao nhiêu năm. Thời gian là do các bác quyết định, các bạn quyết định nhé. Đấy, tôi chỉ nói như thế thôi. Các bác thử phân tích xem, có phải người lớn tuổi hơn người trẻ tuổi là kinh nghiệm đúng không? Kinh nghiệm là do gì? Do chiến đấu mà nó sinh ra chứ. Vậy thì cái đấy mình làm được mà. Mình trẻ khỏe nữa, làm được tốt. Mà cái môn này nó hay lắm. Thứ nhất là càng già càng có giá là đương nhiên rồi. Nên là trẻ cũng phải học để sau này già có giá. Nhưng mà nó hay nữa là như này, được đi đây đi đó nhiều mà vợ không quản lý. Bởi vì lần nào đi về cũng có hiệu quả mà. Là vợ không quản lý. Bởi vì tôi nhìn thấy có mấy anh rất là đẹp trai rồi, làm phong thủy rất là hợp. Bởi cứ đẹp trai làm phong thủy là ok. Và cố gắng học là phải gắn với thực tiễn nhé. Học là phải gắn với thực tiễn. Và nếu không có thực tiễn, giống tôi nói một cái ví dụ đơn giản đấy, đi làm ngày nào, lĩnh lương ngày đấy, học ngày nào, ứng dụng ngày đấy, học cái gì, vận dụng ngày đấy nhé. Nếu không ứng dụng được thì không học được. Bản thân tôi cũng đọc rất nhiều sách, nhưng mà lên lớp các khóa của tôi toàn 3 buổi, 4 buổi. Đấy, khóa của tôi cao thì được 4 ngày, 4 ngày hơn 4 ngày. Nếu mà đọc một quyển sách mất 4 ngày rồi. Thế tại sao đọc nhiều như thế, đi học nhiều như thế? Mình có may mắn là khi mà mình chưa nổi tiếng thì mình đi học tất cả mọi nơi. Cứ chỗ nào mở lớp tôi dạy. Nên đến bây giờ là trên mạng xã hội là chỗ nào tôi cũng là học trò. Không sao cả. Mình rất tôn trọng những người thầy của mình. Đến giờ vẫn tôn trọng. Nhưng cách làm của mình thì không giống ai. Bởi vì khi mình học nhiều rồi thì mình biết là cái nào, chỗ nào dùng được, chỗ nào không. Trong nước cũng học, ra ngoài quốc tế cũng học. Thì đó là cái cơ duyên của mình. Và quan trọng là học xong tổng hợp. Mà cách tổng hợp tốt nhất là lém nó vào thực tiễn ấy. Nó đúng thì xài, không đúng thì thôi. Đấy là nguyên lý của nó. Cơ hội vàng. Học phong thủy chưa bao giờ dễ dàng như thế. Khám phá tinh hoa phong thủy cổ học với khóa học Đại Đạo Chí Giản Phong Thủy Cổ Học. Ưu đãi 80%, chỉ còn 480.000 đồng. Phong thủy khoa học, khơi nguồn sức sống trường tồn, trực tiếp biên soạn và giảng dạy bởi Thạc sĩ Phong thủy sư Nguyễn Trọng Mạnh, người sáng lập Phong thủy Đại Nam, có hơn 10 năm kinh nghiệm, 5.000 giờ lên lớp phong thủy thực chiến, hơn 20.000 học viên với hơn 300 khóa học. Tư vấn trực tiếp hơn 3.000 doanh nghiệp và hộ gia đình. Nội dung khóa học là tâm huyết của thầy Nguyễn Trọng Mạnh cùng toàn bộ hệ sinh thái phong thủy Đại Nam, mong muốn cộng đồng tìm đến cái gốc của phong thủy khoa học để tăng cường sức khỏe, may mắn, thu hút tài lộc sung túc. Đại Đạo Chí Giản Phong Thủy Cổ Học
giúp bạn phát triển trường tồn bằng kiến thức phong thủy khoa học giản đơn. Đặc biệt, cơ hội cho 1.000 học viên đăng ký sớm sẽ được tặng sổ tay đại đạo trí giản trị giá 700.000 đồng. Liên hệ ngay để đăng ký khóa học và nhận ưu đãi hấp dẫn. Hotline 0288 887 7778. Website daotao.phongthuydainam.vn. Đăng ký ngay!